Ngày 1 tháng 1 năm 2012, tại Hà Nội, ba tổ chức phi chính phủ bao gồm Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách Xã hội Sperry, Viện Tư vấn Phát triển COS và Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á SIRUM đã đồng chủ trì hội thảo Quản lý và sử dụng đất đai tại các cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi. Hội thảo tập trung vào ba nội dung chính, đó là trao đổi, đánh giá thực trạng sử dụng đất và vai trò của các dân tộc thiểu số miền núi trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, kinh nghiệm thực tiễn giải quyết những vướng mắc trong lĩnh vực đất đai tại các cộng đồng dân tộc thiểu số, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành về cơ chế, chính sách nhằm giải quyết những vấn đề về đất sản xuất, đất ở cho cộng đồng các dân tộc miền núi. Hầu hết các ý kiến phát biểu tại hội thảo cho rằng, giao đất giao rừng là một chủ trương rất đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Do đó, đã đạt được một số thành tựu to lớn, đó là chuyển từ lâm nghiệp nhà nước sang lâm nghiệp xã hội. Một số địa phương do làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng nên đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức, tài nguyên rừng phát triển tốt và đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Giao đất lâm nghiệp và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến hộ gia đình đã tạo được tâm lý phấn khởi vì nó tạo được một tài sản và nguồn lực đầu tiên để các hộ gia đình có điều kiện sử dụng lao động tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tuy nhiên, chính sách giao đất lâm nghiệp mới cung cấp nguồn lực, chưa tạo được động lực để đẩy mạnh trồng rừng và phát triển rừng bền vững. Các chính sách về giao đất, giao rừng và quyền hưởng lợi của chủ rừng như hiện nay chưa thực sự khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia. Chính sách khoán đất rừng sản xuất ở các lâm trường quốc doanh còn nhiều bất cập. Tình trạng chung của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi là thiếu đất. Mà cái điều này là một cái nghịch lý, nên vì là miền núi chúng ta đang mênh mông, mà đồng bào thì không phải là tập trung như ở miền xuôi, nhưng ở miền xuôi người nông dân nào có đất, đủ đất để mà sản xuất, để mà lo được cái cuộc sống của mình. Nhưng mà đồng bào dân tộc miền núi thì sống trên cái vùng mênh mông như thế, nhưng đến khi mà cần có một cái miếng đất để mà sản xuất, cần có một cái khu rừng để sản xuất, để mà bảo vệ, để mà cải tạo môi trường thì lại không có. Thì đó là một cái nghịch lý. Thì bây giờ cái trong hội thảo này anh em cũng thảo luận với nhau rất gay gắt là bằng con đường nào bây giờ, bằng con đường nào mà xử lý cho được cái nghịch lý này, là đồng bào phải có đất để sản xuất, nên là nông dân là phải có đất, không có đất thì không thành nông dân. Tôi cho là một cái hiện tượng nổi bật mà có lẽ là quản lý và sử dụng đất đai tại các cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi là một trong những vấn đề nổi cộm ở nông thôn miền núi hiện nay. Hội thảo là cơ hội để các nhà nghiên cứu, các tổ chức khoa học công nghệ, các cơ quan hoạch định chính sách và quản lý nhà nước các cấp, tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống. Qua đó, hội thảo đề xuất chính sách và giải pháp thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề đất đai tại các cộng đồng dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường bền vững và giữ vững an ninh quốc phòng.